Nếu như ở những nước phát triển á, việc chở hàng hóa mà trên mui không đảm bảo độ an toàn á, thì được cho coi là vi phạm. Thì ở cái đất nước Lào này, thì việc chở hàng trên mui mà hàng hóa nó có thể chắc trên mui cao đến khoảng 2 mét ở trên kia, thì việc này cũng coi khá là bình thường. Người Lào thì tỏ vẻ khá là thân thiện. Khi anh này gặp mình cầm một cái máy quay, anh luôn cười mỉm mỉm cười à. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị à. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một khu chợ, được cho là khu chợ lớn nhất của người Việt ngay tại tỉnh Bắc Xế, thành phố Chăm Ba Sắc của nước Lào. Đó là chợ Đào Hương, một khu chợ được thành lập bởi người Việt có tên là Lê Thị Lượng, là một đại gia tỉnh Quảng Bình của Việt Nam. Và Bùi Hồ đang ngồi trên một cái phương tiện khá là phổ biến ngay tại đất nước Lào, đó là xe túc túc. Đây là một trong những cái phương tiện nổi tiếng không kém so với ở những nước như là Myanmar hay là Campuchia. Đó là xe túc túc và xe xám lọ. Người dân ở đây đó, người ta sẽ dùng để chở hàng nè, chở người. Và người ta sẽ chọn cái phương tiện này di chuyển vì cái giá rẻ và tiện lợi của nó. Và không nói nhiều nữa thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng tham quan một vòng cái khu chợ Đào Hương. Hiện nay thì cũng đã 8 giờ sáng rồi và cái nhịp sống ở Lào cũng khá là chậm. 8 giờ sáng người dân mới bắt đầu nhóm chợ và công nhân, viên chức, học sinh và mới bắt đầu đi làm. Và chỉ cần vài bước nữa thôi là mình tưởng như là đang đặt chân đến chợ ở Việt Nam. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Cái khu chợ này thì khá là nổi tiếng. Không phải chợ này chỉ dành cho các tiểu thương người Việt mà có cả là người Lào. Có một điều khá là bất ngờ ở đây á, là mặc dù là khu chợ này là một cái khu chợ kinh doanh, thương mại, nhưng mà họ không có chèo kéo những cái khách du lịch. Và đặc biệt là mỗi khi mà những người Việt Nam á, sang đây đều đến cộng thăm khu chợ của cộng đồng người Việt ở tại nơi này. Và người Việt sang đây á, đa số là làm với một cái nghề, đó là buôn bán. Rồi bây giờ vô đây. Trên YouTube đó. Vậy hả? Đó. Ờ, anh có thường coi không? Dạ coi rất nhiều, chơi Đào Hương ai cũng coi hết. anh ở Việt Nam, anh ở tỉnh nào ta? Dạ, ở Huế. Ở Huế, dạ. Anh qua đây làm lâu chưa? Qua đây 10 năm rồi. 10 năm, ở đây qua đây anh làm cái công việc gì? Dạ, bán khoai. Bán khoai, xuất ngoại để bán khoai. Bán khoai. điện thoại. Thì anh qua với vợ con luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Dạ, dạ em không còn quần trong đây. Anh có cửa hàng trong này hả? Dạ. Tí xíu nó vô gặp anh được không? Được, họ vừa em xuống nữa. À, bây giờ tí xíu anh cho em số điện thoại đi, anh em mình sẽ gặp nói chuyện. Dạ anh không nói được không? Dạ được. Ok anh tên gì? Dạ tên Hưng. Anh Hưng ha? Dạ. Dạ dạ, ok anh. Là một cái hình ảnh khá là hay ngay tại chợ Đào Hương. Đó là các thiếu nữ, các cô gái của người Lào á, thì họ thường mặc cái trang phục quấn sà gông á, để mà đi như thế này. Không phải là giống như ở Việt Nam thì các trang phục thì như áo dài thì chỉ mặc ở trong những cái lễ hội hoặc là dịp đi dạy thôi. Nhưng mà ở đây người ta mặc thấy cả đi chợ luôn. Giờ đi vô đây ha cô bác của anh chị. Ở đây thì mình có thấy một cái sạp bán trầu cao á, kiểu bán trình bày cũng khá là đẹp luôn. Và hiện nay cái việc mà bán trầu cao mà bày bán ở chợ như thế này á, thì ở Việt Nam thì cũng rất là hiếm luôn mọi người. Đây là các sạp của các chị người Lào. Ở đây là hình ảnh của chiếc xe xám lọ, một cái chiếc xe gọi là xe ba bánh ngay tại Lào. Người ta sẽ niền ở một bên hông như thế này. Bên đây là chở khách, còn bên đây là dành cho tài xế. Ở đây có trên này có một cái mui. À, xe xám lọ và xe túc túc đó, là một trong những cái phương tiện khá là phổ biến tại Lào. Ở Lào này thì mới có xe xám lọ thôi. Riêng ở những cái nước như là Campuchia hay là Myanmar, Malaysia thì sẽ không có xe xám lọ này. Còn đây là xe túc túc này. Đó. Kiểu giống như là xe lam của Việt Nam, ở trên này có thể chở hàng được. Và ở dưới này thì sẽ chở người. Ở trong những cái clip trước á, Bùi Hồ quay về Lào á, thì
lìa máy cũng khá là nhanh, và máy thì lúc đó cũng bị lỗi nên anh nữ làm gây cho cô bác với anh chị á sự nó phải sẽ khó nhìn, và hôm nay Bùi Hồ sẽ cố gắng khắc phục cái điều đó để quay cho cô bác với anh chị thấy luôn. Đây là đang trả giá để mà đi xe hay như thế nào? Cái cô bà này nè đang trả giá để mà đi xe. Túc túc. Xe túc túc và xe xăm lọ được coi là một đặc sản của Lào luôn cô bác quý anh chị. Kiểu giống như là ẩm thực thì ở Lào thì sẽ rất là nổi tiếng với lại cái món gọi là xôi. Dạ. Xăm lọ. Xăm lọ. Xe xăm lọ. Dạ. Anh là người Lào à? Người Lào. Người Lào. Anh nói chuyện tiếng Việt gần không? Biết biết ít ít nè. Biết ít ít thôi. Dạ. Nói nhưng bên mà lái, bên mà sao dịch nói nhưng. Dạ, anh nói gì? Này. Dạ. Này. Xe này là xe túc túc. Ô, hàng quá chở đầy ấp ở bên kia luôn kìa. Có một cái chú bộ đội. Đây là một cái cảnh mà người dân Lào họ chuyền hàng từ chiếc xe xám lọ đi xuống. Nghĩ cái cảnh này thì Bùi Hồ lại nhớ hồi thập niên 90 ở Việt Nam á, những cái chiếc xe như thế này á, nó cũng khá là quen thuộc. Nhưng mà đây lại là một hình ảnh cô bác quý anh chị không nghĩ là vào năm vào thế kỷ 21 rồi, năm 2022 rồi. Mọi người chắc hàng nhìn rất là thú vị. Chị này bán bánh mì kiểu giống như ở Sài Gòn mà ngay bến xe miền Tây ở Sài Gòn á, cầm những ổ bánh mì này đi bán nè. Nếu như ở những nước phát triển á, việc chở hàng hóa mà trên mui không đảm bảo độ an toàn á thì được cho coi là vi phạm, thì ở cái đất nước Lào này thì việc chở hàng trên mui mà hàng hóa nó có thể chắc trên mui cao đến khoảng 2 mét ở trên kia thì việc này cũng coi khá là bình thường. Đây các chị này đang mặc quấn xà rong á để mà đi chợ. Đây họ vẫn đang đợi những khách hàng đang ngồi đợi chiếc xe chạy kiểu là bến xe. Ô, có cả gà luôn kìa, có cả con gà rau củ chạy trên xe luôn. Con gà đi theo luôn. Em bé kia thì đang cầm một cái sâu thịt nướng ăn. Đây nè, hàng hóa đã chất đầy lên như thế này. Có cả con gà đi lên xe luôn kìa anh. Anh Ngân ơi, anh là một người Việt á, lần đầu tiên thì anh đặt chân đến đất nước Lào. Thì cái cảnh mà hàng hóa được
sóc ở trên xe cao gần 2 mét. Thì anh cảm nhận như thế nào về đất nước Lào? Đất nước Lào, hoàn cảnh này nó... Tuy nhiên tôi liên tưởng nhớ về Việt Nam lúc tôi còn nhỏ. Ở Việt Nam thì những hình ảnh này lúc tôi còn nhỏ nó cũng gần gũi với tôi lắm. Tại vì tôi ở Lai Vung, Sa Đéc, Đồng Tháp. Từ nhỏ tôi cũng đi đứng đi xe như vậy. Bây giờ cũng hàng quá chắc vậy. Cũng nhớ hồi năm, em nhớ hồi năm 1990 á, hay là 99 thì Việt Nam vẫn còn những cái hình ảnh này. Mỗi khi mà người dân miền Tây mà lên Sài Gòn á, thì người ta sẽ chất hàng hóa đầy như thế này. Và việc mà đón xe từ ở miền Tây mà lên Sài Gòn á, đi nhầm khi cả ngày mới tới, thì hình ảnh ở Lào nó lại giống giống như Việt Nam ngày xưa, đúng không anh? Dạ, giống lắm, nhớ lắm. Người Lào thì tỏ vẻ khá là thân thiện. Khi anh này gặp mình cầm một cái máy quay, anh luôn cười mỉm mỉm cười à. Thậm chí là ở đây thì cô bác quý anh chị có thể thấy rõ là hình ảnh một cái chiếc xe nó chở hàng hóa nhiều hơn là chở người. Đây là anh Ngân, người mà đồng hành với lại Bùi Hồ đi qua chuyến Lào này. Đây là một cái góc nhìn khác ngay tại mà người ta đem hàng để chở lên xe, cũng như là người ta lấy hàng từ nơi khác đem về chợ Chăm Ba Sắc này để bán. Cái hình ảnh nó khá là hay khi mà mọi người người Việt Lào họ đem đồ đến khu chợ của người Việt bán như thế này. Những hàng nông sản thổ cẩm. Quay luôn. Cái cảm xúc này thì chỉ những anh chị cô chú mà sống khoảng 50 tuổi thì mới nó có lại gợi lại một cái ký ức của ngày xưa. Riêng bản thân của Bùi Hồ thì cũng nhớ cái hình ảnh của ngày xưa mà từ miền Tây đi lên Sài Gòn, nhưng mà nó cũng không có ấn tượng bằng như là cái cảm xúc mà của anh Ngân đặt chân đến đây. Nhớ quá. Đây là cảm thấy mình nhớ lại cái thời mà tuổi thơ của mình đó. Tôi năm nay thì 60 tuổi rồi. Thì lúc năm 75 thì tôi cũng 14, 15 tuổi. Nên những hình ảnh này tôi nhớ lúc tôi còn thiếu niên, thiếu nhi. Rất vui. Đối với anh thì đất nước Lào lần đầu tiên anh đặt chân đến, anh cảm nhận nó có thú vị như là những cái nước phát triển không? Tôi thấy người Lào sống thân thiện, sống chậm, sống thân thiện và người ta hiền hòa, dễ gần. Ngay cả tôi đi du lịch mấy ngày nay tôi thấy không ai chèo kéo tôi. Sống ở chợ búa nhưng mà người ta rất thân thiện, hiền hòa lắm, dễ gần. Đây là những ngày đầu mà anh em mình, em có dịp đặt chân đến Lào cùng với anh thì em cũng đã đi lần hai rồi. Riêng cái cảm xúc của em hiện nay bây giờ vẫn giống như lúc đầu. Người Lào thân thiện, hiền hòa và mến khách. Thì cái cảm xúc của anh á, thì nó có giống như cảm xúc của em không? Và anh có muốn đặt chân đến Lào lần thứ hai nữa hay không? Nói thật ra thì cảm xúc của tôi cũng như cảm xúc của Bùi Hồ giống lắm. Và tôi sẽ thâm tâm sẽ hứa hẹn có buổi dịp nào gần đây có điều kiện tôi sẽ trở lại đất nước Lào một lần nữa. Dạ. Có nhiều người thì lại chọn một cái chuyến du lịch cho mình, những chuyến du lịch hạng sang, những cái nước phát triển như là Singapore hay là Thái Lan chẳng hạn. Vì đâu cái động lực nào mà thúc đẩy anh sang Lào? Như là
tôi tính tôi là cái người sống rất hay hoài cảm, hoài niệm, cho nên tôi nhìn những cái cảnh xưa này, cái con người hàng hòa nó thân thiện với tôi lắm, nên cho nên những nơi nào tôi đi qua tôi cũng mong có một dịp nào đó tôi sẽ trở lại. Xưa nay tánh của tôi là vậy. À, anh có dự định là hôm nay thì anh đi một mình để mà anh trải nghiệm cái cuộc sống ở Lào, thì anh có dự định là đưa gia đình mình sang Lào du lịch không? Thăm năm tôi thì qua tiếp xúc có bạn Bùi Hồ, sau khi tiếp xúc thì tôi có suy nghĩ tôi cũng muốn là qua vào tới mà tháng 4 dương lịch này đó, tháng 4 tới thì ở nước Lào nó có một lễ hội là Tết, thì tôi sẽ dẫn gia đình để trở lại đất nước Lào, vì đất nước Lào là quê hương của nội, quê hương của ngoại tôi, cho nên tôi về đây tôi rất là cảm xúc. À, chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ mở ngỏ hỏi tại sao là anh Ngân lại cùng đồng hành với Bùi Hồ, thì cũng như ở clip trước Bùi Hồ có chia sẻ là anh Ngân tìm về quê ngoại của mình, và đặc biệt là anh là cũng đường xem cái kênh của Bùi Hồ, và anh có cảm nhận rằng là Lào rất là mến yêu và rất là mến khách, và từ cái đó là cái duyên để đưa đẩy anh Ngân có thể đồng hành cùng với Bùi Hồ. À, thông tin về lại một lần nữa với cô bác quý anh chị gọi là anh Ngân cho sự trẻ trung nè, thì thân thiện với nhau, chứ thật ra là tuổi của anh thì lớn hơn tuổi của bao của Bùi Hồ luôn. Dạ, và đặc biệt là cái tính cái tình của anh thì rất là với các bạn trẻ như tuổi của Bùi Hồ á, thì anh rất là thân thiện. Và bây giờ anh em mình tiếp tục hành trình ha. Đây là một cái khu gọi là khu bốc xếp hàng hóa từ chợ chuyển về các nơi khác, cũng như là từ các nơi khác chuyển hàng về chợ, gọi là chợ nhưng mà nó cũng không có phức tạp giống như ở một số nơi phát triển của Việt Nam. Hôm nay thì mới thấy được cái toàn cảnh của người Lào bốc xếp hàng lên xe, và đặc biệt là ngồi cái cảnh mà ngồi chờ thì mình thấy nó thương thương sao á. Đất nước Lào là một đất nước mà chủ yếu là những cái mặt hàng của Lào á là thủ công mỹ nghệ, và đa số là nhập siêu hết à, và người dân Lào họ sống chủ yếu với lại nông nghiệp và lâm nghiệp. Dân số Lào thì chỉ khoảng hơn 5 triệu dân, có nghĩa là chỉ khoảng hơn bằng nửa phần dân số của Sài Gòn thôi. Và đặc biệt những người Lào thân thiện, và những cái chiếc xe họ chạy mình cũng cảm thấy khá là thân thiện, là họ không bao giờ họ bóp còi và cho rằng còi là một cái gì đó nó gọi là dư thừa ở trên một cái chiếc xe. Những cái mặt hàng mà như là dép Lào nè, hay là những cái mặt hàng khác của Lào á, thì đa số được vận chuyển từ Việt Nam hoặc là Thái sang. Đây là những mặt hàng này là những mặt hàng có sẵn của Lào nè cô bác anh chị. Bây giờ anh em mình qua bên đây ha. Em cứ làm em nha. Dạ. Bây giờ đi vô đây đi. Thấy vô đây cũng khá là hay nè cô bác anh chị.
Người Việt á, họ đa số cộng đồng người Việt của mình qua đây á, thì bán những cái mặt hàng thô như là quần áo nè, rồi giày dép nè, hoặc là những cái dụng cụ học tập của học sinh. Còn người Lào thì họ những bán những cái mặt hàng có sẵn như là cây trái hoặc là những cái thực phẩm thiết yếu của Lào thôi. Đây là một buổi chắc xếp hàng, và đặc biệt ở trên xe rất là nhiều trứng gà. Đây, chiếc xe chở hàng. Chào khách hàng, chào khách hàng, chào khách hàng, chào khách hàng. Mua hết để tóm rồi. Tẩy rồi. Đây là hình ảnh một cái anh tài xế. Anh đang ngồi trên một cái chiếc xe túc túc, anh đang đợi khách. Một chiếc xe túc túc thì nó khá là cũ kỹ, kiểu giống như là xe lam của ngày xưa của Việt Nam, đèn cộ đồ độ, nhìn xanh xanh đỏ đỏ, nhìn dễ thương ghê. Đây, đang đợi chở khách về. Dạ. Yeah. À, đây là cái chiếc xe của anh, có cả những cái đồ cúng ở trên kia. Đây là thuốc Lào. Việt Nam. Dạ. Yeah. Yeah, cái cô này đang hút thuốc Lào nè. Dạ. À, đáng tiếc á, là Bùi Hồ lại không có biết tiếng Lào nhiều, chỉ biết những cái hình ảnh mô tả cho cô bác quý anh chị thấy thôi. Nhưng mà đặc biệt là người Lào thì rất là thân thiện rồi. Lào là một tiếp bạn của Việt. Dạ.